Hello nha chồng người nha, chồng quay trở lại với channel của mình. Mình là Thực Tử Đường Phố đây đúng người nha. Xin chào các anh em của game kho báu điện thoại nha, lại là mình đây Thực Tử Đường Phố đây giúp các bạn ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua code của bản Anh cũng như bản Việt mới nhất của game kho báu điện thoại anh em nhé. Ok, đầu tiên thì mình đang ở bên bản Việt đây anh em. Đó, tình hình mình đang bên bản Việt, mình cũng vừa lướt qua fanpage của bên nhà phát hành. Thì bên fanpage thì đang có một cái sự kiện cũng khá là ngon. Đây mình sẽ điểm qua cho anh em luôn ở bên này cho nhanh cho nó hỏi các bạn nhé. Ok đây anh em, sự kiện thì diễn ra được vào 2 ngày trước rồi, đó là subscribe kênh YouTube của anh em. Đấy, like ở chế độ công khai, sau đó vào đây bấm subscribe kênh, comment. Phần thưởng là đặc biệt khi kênh đạt 10k sub thì Lamy sẽ gửi thêm quà tặng đây anh em. Nói chung thì cũng được. Uầy, 80 mảnh dâu trắng nữa kìa các bạn kìa. Vậy là xíu được cả một cháu dâu tứ hoàng dâu trắng đấy anh em nhá. Được rồi, phần thưởng là ô cái này thì nó gửi cho ta giờ thử like và share coi anh em, mình sẽ thử coi. Ô lại một bài viết mới một comment mới anh em, thử một bài viết mới like và share ở chế độ công khai đúng không, rồi like share có chế độ công khai gì nữa, comment chụp ảnh màn hình đăng ký gửi vào Gmail và Gmail cá nhân để nhận quà. Rồi, ok anh em. Đó thì các bạn bây giờ anh em bấm qua kênh nhá. Đây các bạn mình chỉ anh em qua này. Đây, ví dụ như kênh của Từ Đồng đây từ bây giờ anh em đăng ký kênh rồi đúng không? Các bạn chụp lại cái màn hình này, sau đó anh em quay lại cái bài bình luận đến nãy đây này. Anh em thôi bình luận cái đây này, đăng ký kênh sau đó thì anh em bình luận đây Gmail và vào như này, Rami sẽ gửi code về cho anh em. Và cái code đấy thì anh em nhận được 200 kim cương, 20 mảnh nâu, 20 mảnh BO, 20 mảnh mi hoắc, một dương đá cấp 5 và một dương N đỏ, đá đỏ anh em. Cái này thì mình không khoái lắm thật sự luôn anh em. Mình thì hóng sự kiện 10k sub hơn. Đấy, được một mảnh tướng dâu trắng anh em. Được đấy, cái này đợi anh em nhé. Cố gắng cùng nhau like share thôi các bạn. Ok, ngoài ra thì quay về đây thì chúng ta có hai thư, thư quà đền bù và quà đại tiệc sinh nhật anh em. Đấy, hai quà thư thì đây anh em được đống quà nữa. 800 kim cương, đây dương đá đỏ hay là dương đồ đâu anh em, đồ nguyên liệu đỏ. Và các mảnh tướng đó là bên bản Việt. Đấy, sơ cai bên bản Việt thì chỉ sương sương thôi anh em. Giờ mình sẽ qua bên bản Anh các bạn nhé, lâu rồi hôm qua để qua xem cái gì không nào. Ok, đây anh em lại ghé qua bản Anh. Đấy, xem này xem bên bản Anh có gì hot không các bạn nhé. Có quà cát gì à? Cái này hay nhỉ, không biết đâu có quà cát gì không, suốt ngày báo đỏ các bạn. Thư, chiếc thư đầu tiên anh em, xem trong thư có gì không nào. Quà gì đây, được 200 kim cương, cái gì mà đống tùm lum vậy. Quà gì đây, quà đền bù bình thường anh em, quà hàng ngày thôi. Ok, cam qua, được 400 ấy. Bên này thì có một cốt mới anh em nhé. Và code đấy thì các bạn cũng biết là code gì rồi đúng không? Đây chắc không phải nói nhiều, anh em cũng đoán ra code gì rồi. Đó là code tuần anh em, D62F9 DD9D9A2 các bạn nhá. Đây anh em, đây, bên này nhận được quả code tuần đây nữa các bạn này. Đó, ngon lành luôn, cũng được của nó. Rồi giờ thì ra voucher bàn quay phát anh em. 1 mét vàng. Đúng rồi, vàng đi. Vàng. Trời ơi, vàng đi. Cho xin 10 mét vàng. Cái thế nhờ, mình đang cần vàng cho con nạc lại anh em. Hôm bữa đang nâng dở và bị hết vàng anh em nhớ không. Đấy, hôm bữa đang nâng dở và bị hết vàng đó anh em. Skill này. Giờ ép skin được Katakuri nữa. Rồi, xương xương. Ồ, mày có 5k kim cương à. Rồi, để đi đại chiến phát đã các bạn. Ui, lâu ngày không vào đánh anh em bị tụt top rồi. Bị anh em hạ đo ván top rồi các bạn ạ. Bị rớt top rồi. Buồn ghê. Ốc, vừa nãy có một bác 160k được chiến từ từ. Đâu rồi ta, mình vừa nhìn thấy bác 160k được chiến từ. Này không quay lại được. Đâu rồi. Bạn 160k được chiến đâu rồi. Hay bị bay màu luôn rồi. Hôm nay bị vẫy top luôn rồi.
Ồ, vừa thấy tức thì sao anh em? Quái lạ. Đùa kìa. Nét chỉ được gặp nhau một lần thế thôi sao? Định mệnh chúng ta chỉ đến đấy thôi à? À đây rồi anh em, 559, 160k, ok. Làm trận với bạn đi coi nào. Ui, Katakuri đồ bạn này lại tung đồ chứ anh em. Ui, sắp mặt rồi. Ui, sắp mặt thật sự các bạn. Ui, đau, thua anh em. Thua rồi. Cố lên nào. Cố lên nào Katakuri. Chắc cũng không chịu nổi đâu anh em. Bay màu giờ mà. Cố lên. Ui, đùa đùa có kỳ tích không ta? Trời ơi, không có anh em ạ, à, không có kỳ tích xảy ra đâu anh em. Đấy, tình hình là không có kỳ tích xảy ra đâu. Dâu trắng à? Dâu trắng hình như mình nhớ là mình từng test dâu trắng một lần, một hai lần rồi anh em. Skin của dâu trắng như mình test được chưa ta? Mình qua bên con nào kia test anh em, qua bên nào chính của mình test anh em. Ok, về con nạc chính của mình nào các bạn. Cam nào. 600 kim cương. Rồi. Nhập cho nó quả cốt luôn anh em. Nhập cho nó quả cốt luôn. Bàn quay. Quay phát nào. Vàng 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 đi. Xin một lần vàng. Vàng đi. Cho một ca kim cương vàng. Ôi được đấy, 10 mét vàng tuyệt vời anh em. Chính xác là bữa ạc này mới là ạc đang nâng dở này các bạn này. Sengoku à, một bữa hết vàng anh em, bữa hết vàng đang nâng dở hết vàng đấy. Đúng rồi, bữa đang hết dở, đang nâng dở hết vàng các bạn. Bữa mình đang ghép đá dở ơi này. Đây hắn nhớ như in anh em. Đấy hôm bữa đang ghép đá dở hết vàng đây anh em. Đấy hôm nay vậy, hôm nay có vàng rồi vào ghép thôi. Xem nào. Mày có ra được viên viên bạo lục nào không anh em. Xem nào, hôm nay có ra được viên đá quý nào không. Mình là thấy mấy viên rồi đó. Mình là thấy mấy viên rồi đó anh em. Rồi, đúng bài. Đúng bài. Lên nào. Rồi, ok. Lên. Lên tiếp. Hết rồi. Đấy chả được, 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 được. Cũng được của nó anh em. Đây, ra viên đá to đây. Đó, ra mấy viên đá to rồi. Ổn. Rồi ra đi vào tướng nào. Katakuri đang dùng đá 6, full đá 6. Cháu này full đá 5 anh em. Full đá 5. Mì hoắc không chơi. Cháu này cũng full đá 5 các bạn. Ô, trông thế mà con ạc mình trông vậy mà chất lượng phết đấy anh em, đùa đâu. Đây có một hai viên đá mới kèm vào. Rồi, đá vàng nước ra lên luôn. Rồi khảm dao. Chỗ này sao? Chỗ này đang dùng đá mấy? Đá 5 luôn à? Ô, tính ra năng này trông thế mà chất lượng hơn à? Ô, bớt dớn, được rồi, tạm ổn. Giờ xuống 4 giả dâu trắng đâu rồi anh em? Đây. Đấy, 4 giả dâu trắng anh em. Cho 4 giả ra trận con nào. Nhưng mình nhớ là bữa mình test 4 giả dâu trắng một hai lần rồi phải anh em. Lâu rồi không đánh quên skin à. Đâu rồi. Biệt đội của nhà dâu trắng thì bao gồm có Phượng Hoàng Marco. Đây. Rồi. Dâu trắng. Người kim cương. Anh nên cầm hai kiếm đâu nữa nhờ. Nhìn là xem nhận ra ai nhà dâu trắng nữa không anh em. Cho vào luôn.
còn ai trong thành viên nhà dâu trắng nữa không? Một chỗ mắt nhớ chừng này, cho chừng này đi anh em. Đấy, ra trận nào. Đấy, bố con ra trận rồi anh em. Đúng rồi, đây đây đúng rồi, đây đúng rồi anh em, bố ra dâu trắng nó chém nó đánh tổng bộ mà, xong nó đấm một phát nó bay màu cả đám này. Đấy. Ô, trông thế mà cả nhà dâu trắng đi với nhau là đỉnh thật sự anh em. Ô đỉnh nhờ. Đúng rồi anh em, để xem đây này, xuống đây Goromin gì? Gomeni là bao gồm có 4 tướng này anh em, Luffy, Zoro, Nami và Usopp. Đấy, đội 2 thì bao gồm có Sanji, Chopper, đấy, Franky anh em. Băng hải tặc dấu trắng đúng thật, đây có 4 tướng này anh em, 4 tướng mình vừa test rồi. Lực lượng hải quân thì đông hơn này. Đó. Gia tộc Don Quixote à. Đúng không anh em, Don Quixote này. Đô đốc hải quân, 3 cháu. Đại tướng hải quân, 2 cháu. Ngục trưởng Imperial, à thằng cầm kiếm cũng là một trong đấy à. Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng có Luffy à. Nhóm hải tặc Big Mom cũng 4 cháu. Ông chúa và ân nhân 3. Ồ vậy là hết rồi. Được anh em. Đây, công kích giáp kháng này. À đây còn có một số đội nữa anh em. Đây là đội HP, đội công kích này, mũ rơm tân thế giới này. Mũ rơm tân thế giới P này. Thất Vũ Hải, cái này giờ mình biết nha, không nhiều bạn này bảo ui giờ mới biết à. Ừ giờ mình biết thật các bạn nhá. Tân Thất Vũ Hải. Đội trưởng băng dâu trắng. Gia tộc Vimok. Tứ Hoàng. Tứ Hoàng sao có 3 đứa ta? Big Mom đâu rồi, trong cho vào luôn. Lạ nhờ. Băng dâu đen 2 đứa. Của dâu đen đây có 2 đứa thôi à. Không lý người biếng. Ý chức của D. Ui đông đấy. Rap. Siêu tân tinh, siêu tân tinh 2. Anh em kết nghĩa. Thầy trò, ông cháu. Người cha tôn kính. Siêu tân. Siêu thích. Ây chà, nhiều đội nhờ. Giải cứu đô Flamingo anh em. Giác hạng hán và đô Flamingo. Kháng thì có Kiếm hào, người cá. Hành trình khám hiểm. Ồ, nói chung cũng hay đấy anh em. Ơi, video này thì mình cũng bước sơ sơ sương sương cập nhật qua sự kiện các thứ thế thôi. Còn đầu video này mình chỉ biết kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người clip theo nhé. Cảm ơn anh em đã theo video kênh Từ Đường Phố rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Hẹn gặp mọi người clip theo. Bye bye. Chúc anh em xem video vẻ. Tạm biệt.